Lafarge Holcim, thương hiệu sản xuất xi măng lớn nhất thế giới vừa công bố CEO Eric Olsen sẽ rời khỏi tập đoàn này vào tháng 7 tới. Được biết đã có một cuộc điều tra vào những nguyên cớ mà tập đoàn đã viện ra với những lý do như chi tiền cho các nhóm vũ trang ở Syria để đảm bảo chế độ vận hành an toàn cho nhà máy. Theo thông báo từ hãng xi măng lớn nhất thế giới vào ngày 24 tháng 4, giám đốc điều hành của Lafarge Holcim, ông Eric Olsen sẽ rời khỏi công ty vào tháng 7 tới đây. Chúng ta thường có xu hướng làm rõ mọi chuyện ra trắng và đen. Tuy nhiên, câu chuyện lần này của chúng ta lại mang màu xám và rất khó phân biệt được rõ ràng. Vì thế, đằng sau câu chuyện này là những vấn đề hết sức phức tạp mà ít ai biết đến. Vào tháng 3 vừa qua, công ty này cũng thừa nhận rằng nhà máy ở Zalabia có thể đã trả tiền bảo kê cho các nhóm vũ trang để đảm bảo sự an toàn của việc sản xuất cũng như của các công nhân trong tình hình đất nước chia cắt vì chiến tranh như thế này. Phía công ty cũng tiết lộ, một cuộc điều tra nội bộ đã được tiến hành và thấy được rằng cấp lãnh đạo công ty đã thực sự chi tiền bảo kê, và điều này không nằm trong chính sách của công ty.